Xin chào các bạn, mình là Phước Bé và hôm nay chúng ta chơi game Real Story from the Grave, những câu chuyện có thật từ ngôi mộ, mình dịch là vậy. Volume 1, tập 1. Mình không biết game này nó như thế nào, mà video chơi là biết thôi. Nó không có hướng dẫn gì nhiều. Đấy, mình đang cầm gì vậy? Nhìn giống miếng thịt bít tết đó nhỉ. Da gà ta. Hay là do cái hai cái hành lang này nó hẹp quá nên mình mổ da gà nha. Ok, đi chậm vãi đạn luôn. Mày là cái gì vậy? Sao mày nặng thế? Từ sao mày lại ở trong cái hẻm này nhỉ? Ok, xe mình kia rồi. Ok. Sao? What? Put the body in the truck. Oh shit, đây là cái xác người. Đây là cái xác người. Body là cái xác đó. Vậy là mình là thằng giết người à? Mình là một thằng giết người à? Không, đúng. Trước giờ mình vẫn là thằng giết người mà. Này có thật nhá. Mình giết người không gấm tay. Mình giết xong là mình cuốn nó lại như cái đồng xúc xích á, rồi mình chất lên xe. Ok, mình ở đâu đây? Hai thanh niên. Sao chúng mày ngồi được như thế vậy? Ghế của chúng mày đâu sao mà chúng mày ngồi được như thế? Ok. Chúng mày là nam hay nữ vậy? Ê thanh niên, chúng mày ổn chứ? Chúng mày nhìn xanh xao thế. Còn chú sao? Nhìn chú trắng bịch à? Nhìn chú trắng như tờ mông luôn. Ê, chủ tiệm xăng phải không? Ra bơm xăng hộ anh cái. Mà mình phải tự bơm. Ok. Mình phải nhấn email. Ok. Tại sao mình phải làm cái này? Để nhìn thằng kia à? Vừa bơm vừa nhìn thằng kia. Sao mà mình phải đợi cái thằng này đầy à? Mình có phải coi gì không? Mình sợ có ma vãi. Thường mấy cái game mà tôi có đổ xăng nó đổ cho cutscene, nó cắt cái là coi như là đổ xong rồi. Tự nhiên cái này hy vọng là có chuyện gì khi mình đổ xong rồi. Rồi đổ xong rồi. Ok. Ê hả, có cần trả tiền không hay mình cứ lên xe thôi? Chắc mình phải trả tiền. Mình phải trả tiền. Đây, nhận tiền đi cưng. Cho chú $100, không cần tiền thối nhé. Cẩn thận ngoài đó nhé. Ok, cảm ơn. Nhưng mà chú có biết là anh có một cái xác ở trên xe không? Để tôi kể cho anh một câu chuyện này hay lắm nè. Tôi bước ra từ một căn nhà và trên tay tôi có một cái xác. Nghe hay không? Tôi cũng chả biết tại sao luôn. Ai được mà nói chuyện với cảnh sát đúng vui luôn. Ê, ai mang cảnh sát anh biết không? Tôi tỉnh dậy. Và lúc tôi mở mắt ra thì tôi đang đứng ở trong một cái hẻm. Và trên tay tôi đang bê một cái đòn bánh tét. Không phải xác người đâu, bánh tét đó anh. Mình vô rừng hả? Chắc chôn xác vô rừng hả? Ok, để coi đi bao lâu đây. Đi trong con rừng sâu cùng nhau. Đi trong con rừng sâu cùng nhìn ngắm biển nào. Tôi bàn tay đẫm máu bê cái xác trên thuyền. Này chúng ta cùng lên thuyền. Ok, animation cũng tạm ổn. Game nhìn cũng kỹ, khá là rùng mình. Mình thấy tà tháp kìa. Đúng là vứt cái xác vô cái tà tháp này là không ai tìm ra thật chứ. Vì cái tà tháp trên biển này đâu ai để ý. Nhiều khi các bạn là một dân cứu hộ, các bạn ở trên cái tà tháp này các bạn chết thì cũng chả ai biết được. Bởi vì nó nằm giữa biển mà người ta ít khi người ta ra lắm. Tầm một tháng hay hai tháng. Nếu mà mình ở trên cái đảo cái tháp này thì tầm một hai tháng người ta mới đến thăm mình một lần. Như là kiểu thuyền cứu hộ người ta đến người ta thăm mình một lần. Mình rất sợ bị ở một mình
Các bạn tưởng tượng các bạn ở trên cái đảo này một mình sao nhỉ? Mình thì khá sợ. Bởi vì mình buồn lắm. Tại sao thanh niên này cứ cong đem cái xác ra đây mình không biết. Phải có cái lý do chứ. Ô thanh niên. Ê im lặng. Chúng mày chết rồi, giả chết luôn đi. Chú mày ăn thêm vài cái chày vô mặt nữa không? Cho chú thêm vài cái chày vô mặt được bây giờ. Ê, lần sau chú mày phải giảm cân đi nhá. Mà không vô đây anh sẽ lóc thịt chú từ từ. Rồi giảm cân sau cũng được. Anh sẽ hồi biến chú mày 80-80kg xuống còn 40kg thôi. 40kg kia anh sẽ ăn hết. Rên ít thôi. Rên nhiều bố vứt chú xuống biển đấy. Ít. Đi. Hết hồn, má cái cửa sổ. Chỗ này có gì hèm. Ê, rồi nít thôi. Ồn. À, cái này cái giường của mình hả? Ok, sao lại chặn bàn đây vậy thanh niên? Muốn ngủ thì nói đại đi. À, chìa khóa. À, ok, mình có cái chìa khóa. Chắc là kiểu xuống tầng hầm hả? Anh này theo đạo giáo à? Ok. Ê chú, anh xuống với chú đây. Chú còn sống chứ? Anh sẽ đưa đến chú mày xuống một nơi rất là tuyệt vời. Nơi mà mọi người cùng nhau nắm tay trên một con đường dải đầy hoa. Với cái màu đỏ rất là đẹp luôn, mình nói thật. Anh... Khi mà chú mày xuống đó, chú mày không bao giờ muốn quay về nữa. Gì đây? Ngày 12 tháng 12 năm 1997. Tất cả là lỗi của tôi. Ok. Hiểu. Ngày 11 tháng 1 năm 1998, tôi bắt đầu nhận cái công việc ở cái tòa tháp này. Và tôi ở đây một mình. Và tôi nhớ họ. Ok. Ngày 20 tháng 3 năm 1998, Edward nói với tôi về vị bác sĩ này. Tên cô ấy là Tristan Whelan. Và tôi sẽ cố gọi điện cho cô ấy. Ok. Mình nghe cái tiếng nhịn. Ngày 23 tháng 3 năm 1998, vị bác sĩ nói rằng tôi có thể đem họ trở lại. Nếu như I'm puzzled but I have no choice. Tôi bị bế tắc nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác hả? Là sao? Mình không dịch được. Mình thấy hai cái gì ở dưới kia. Hàng chó à? Chắc là hàng chó. Nhìn giống hàng chó thật, chó con chó mẹ. Ngày 30 tháng 4 năm 1998, cô ấy đã làm được, tôi không hiểu tại sao nhưng mà bọn họ sống rồi. Wow, mình nổi da gà rồi đó, zombie đúng không? Ngày 11 tháng 4 năm 1998, có cái gì đó không đúng với họ. Wow, gì đây? Đừng có nói đúng như mình nghĩ chứ. Đừng có đúng. Ngày 12 tháng 4 năm 2005, tôi không thể làm điều này được nữa. Tôi không cho họ ăn nữa. Nhưng tôi sẽ không cho họ ăn nữa. Nhưng sẽ còn một điều cuối cùng trước khi tôi làm. Sẽ còn một điều cuối cùng nữa trước khi tôi. Mình thấy cái con dây kia với cái này là hiểu rồi đó. Hàng Tristan. Treo Tristan. Bà này là vị bác sĩ. Cái bà này là vị bác sĩ. Vị bác sĩ đã chữa cho hai mẹ con của thằng này.
Hai người này thành nhóm B rồi. Oh Christine. Oh my god. Ok, mình chắc mình phải lấy sợi dây. Và mình ok. Chắc đây là yeah. Ê, đừng nói mình là câu chuyện này có thật nha. Ennis, kết thúc nó đi. Wow. Tự nhiên mình game được làm bởi Cristiano De Bellis. Ok. Được rồi. Từ. Vậy là cái tiếng đầu game là tiếng treo cổ à. Wow. Được rồi, cho những bạn nào không hiểu về game này thì mình tóm tắt lại như thế này. Thanh niên này là một người đàn ông có vợ và con, nhưng mà hai người đó chết rồi, xong rồi một vị bác sĩ đến và làm cho họ sống lại, nhưng mà một kiểu zombie, họ sống chui lủi ở dưới và ăn thịt người. Và đến một ngày thằng này chịu không nổi nữa và bắt cái vị bác sĩ đó về lại đây và treo lên, kiểu như giết người, nó giết trả thù vậy, kiểu giống như trả thù á. Và thằng này chịu không nổi nữa, thằng này tự sát. Wow. Và mình đang thắc mắc là cái game, tựa đề game này là Real Story from the Grave. Đây là một câu chuyện có thật. Có thật. Mình không biết tên của cái game này là nó đặt cho hay, hay là cái câu chuyện này hoàn toàn có thật. Mình đặt ra bạn câu hỏi này, nếu mà giả sử người thân của một trong số các bạn mất, bạn có muốn người đó quay lại không? Và nếu mà người đó quay lại thì họ sống như thế đó, bạn có chịu được không? Nhưng mà đối với mình á, mình suy nghĩ thế này, ai rồi cũng phải chết, không có ai sống được lâu cả, rồi cũng trở về với cát bụi thôi. Mình hiện tại mình đang khá là sợ chết, bởi vì mình vẫn còn trẻ, mình vẫn còn gia đình, mình vẫn còn nhiều thứ vui trong đời. Mình luôn luôn sợ ra đường một ngày nào đó mình bị xe tai nạn hay bất cứ một cái việc gì đó làm cho mình chết và để lại gia đình mình một mình. Ok, cái virus mày làm tao mất hứng rồi nha. Ok, vậy đây là Real Story from the Grey tập 1. Mình nghĩ chắc nó sẽ có tập 2 và tập 3. Rồi, cảm ơn các bạn xem video phút béo. Like cho mình, share cho mình, đăng ký cho mình, bình luận cho mình biết game này như thế nào nha. Cảm ơn các bạn xin được football out các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye bye, ciao.